Shopee số gì đây? Tại app Shopee trên ngay. Shopee. Huy sẽ phổ biến cho bạn nghe về luật chơi chúng ta. Dạ. Đó chính là đọc sẽ có 3 quyền trợ giúp. Dạ. Quyền thứ nhất là quyền đổi đáp án. Dạ. Quyền thứ hai là quyền đổi câu hỏi. Quyền thứ ba là quyền vượt qua câu hỏi. Dạ. Nhưng ba quyền đó đều thua một quyền, là quyền được nghe sự tư vấn của bạn tư vấn. Dạ, vậy có quyền nào không nghe không ạ? Có hả? Ban tư vấn ở đây đều là những người có uy tín nha, kiến thức sâu rộng bao la bát ngát vũ trụ. Quan trọng là trái chiều nữa. Có nghĩa là mỗi người một ý, tập trung em phải biết nghe rồi cảm nhận con tim của mình. Dạ. Còn cái đức độ của người nào lớn nghe người đó. Trời, đúng không? Ban tư vấn luôn luôn đưa ra những cái ý kiến chân thành, còn đúng hay sai là tùy duyên. Tùy duyên. Có ba trường phái tư vấn. Còn nếu bí quá, bạn có thể chọn trường phái cuối cùng là tôi. Nhưng cuộc chơi. Câu đầu tiên của bậc 1. Mũi đốt người, hay gọi là mũi chích người á, chích mình á, mũi đốt người đều là mũi cái, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Mũi chích mình là mũi cái, đúng hay sai? Đúng. Con mũi cái nó phải mang bầu, nó đẻ trứng, thì nó phải có cái lượng máu nhiều hơn để nuôi cả mẹ bà con. Mời ý kiến tư vấn từ Khả Như trước nè. Tôi xin được trả lời về góc độ chuyên môn và khoa học thường thức, thường niên. Thà đừng có câu giới thiệu đó chị. À phải không? Dạ đó, đừng có giới thiệu. Vô luôn. Những con mũi cái là những con mũi chích. Chích. Được. Con người hút máu. Còn những con mũi đực, theo như tôi biết là những con mũi đực là nó không có kim. Con mũi đực nó không có kim, nó hút nhựa cây hay gì. Rất là học, tuyệt vời. Tín, câu trả lời của em là một câu trả lời chính xác. Chỉ có mũi cái nó mới hút máu thôi. Anh thấy rằng với cái câu hỏi này thì không phải chỉ riêng mũi cái mới là hút máu. Giận bò, bò cái, bò đực cũng phải ăn cỏ. Con người cũng vậy. Phụ nữ ăn thì đàn ông cũng phải ăn. Chứ có lý do gì bây giờ phụ nữ ăn rồi đàn ông bắt nhịn đói, hoặc là đàn ông phải hít thở khí trời mà sống. Cho nên từ đó mình có thể mình suy ra là với loài mũi, thức ăn của nó là máu, đúng không? Dạ. Thì bây giờ đực hay cái gì nó cũng phải hút máu, nó sống hết, đúng không? Nhưng riêng con mũi mới có câu hỏi về con mũi. Anh nói ví dụ nha. Khi con, như em nói là con mũi đực nó chỉ hút nhựa cây, mũi cái nó hút máu. Vậy thì khi con mũi con vừa mới sinh ra, con mũi con vừa mới sinh ra thì có thể nó là mũi con trai hoặc là mũi con gái, đúng không? Vậy thì nếu như mới sinh ra mà con mũi con trai nó không được hút máu thì nó sống bằng gì? Con mũi là nó đẻ ra con lăng quăng. Đúng rồi. Con lăng quăng là từ nhỏ là nó như bao con người mình á, nhỏ là phải uống sữa. Dạ. Cho nên mới có mũi sữa. Mũi sữa. Mũi sữa. Hiểu không? Ủa? Tin tôi đi. Dạ cảm ơn bạn tư vấn. Dạ. Bây giờ em thấy được cái giá trị của bạn tư vấn chưa? Dạ thấy. Rất là nhiệt tình, tâm huyết. Có sử dụng quyền trợ giúp hay không? Sử dụng chi ta? Mới câu 1 mà vậy là đừng có xài. Đừng có xài. Nếu như con tin đây là đáp án đúng thì con giữ nguyên. Đúng rồi. Tin cho bản thân mình đi. Dạ. Bây giờ quả quyết chốt đáp án hả? Không thay đổi. Dạ. Rồi. Chốt đáp án. Dạ. Chúng ta còn 1 đáp án như sau. Đáp án mà Lê Lập chọn là 1 đáp án chính xác. Đây. Đó chính là về mặt sinh học. Tức là bé mũi đực nó không có cái cấu trúc của cái vòi nó thích hợp cho việc hút máu. Chỉ hút được nhựa cây hoặc là hoa quả thôi. Rồi, chúc mừng Lê Lộc đã vượt qua bậc đầu tiên của chúng tôi, mang về phần thưởng là 200.000 đồng. Quy ước là 0,2 triệu. Dạ. Triệu cho nghe cho nó sang. Bây giờ bạn đã có 200.000 rồi, bạn chơi tiếp hay ngừng lại? Chơi nữa đi anh. Chơi nữa đi. Chơi tiếp. Tiếp tục bậc 2. Yeah. Bậc 2 chúng ta giải thưởng sẽ tăng lên. Đây, sẽ là 1 triệu đồng. Sẽ có 2 câu hỏi. Bạn phải trả lời cả 2 câu hỏi này, độ khó tăng dần lên một tí xíu. Câu đầu tiên của bậc 2 như sau. Thiên niên kỷ là khoảng thời gian dài 10.000 năm. Đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đứng đi hết giờ rồi. Câu này khó hay dễ? Khó, nhưng mà em nghĩ là vậy nè, 10.000 năm là nó phải có liên quan tới chữ thập. Thập là 10,
đúng không? Là coi hồi nào giờ em có nghe một câu văn hay câu thơ hay một cái câu nào thốt ra từ miệng là trải qua thập năm chưa? Không phải số thập là 10, thập có khi chỉ là 7 thôi. Đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. Hay, đúng, mình giảng cái đầu óc ra, đừng có nghĩ cái gì cao siêu hết. Hiểu biết dữ vậy anh Tới. Khiếp chưa? Anh nói một cái con bé nó không biết đúng sai cuộc đời này luôn đó. Nè, dạ. Bây giờ Tới đang niên kỷ là tính từng năm đúng không? À, ví dụ năm nay Khả Như được 40 niên kỷ. Đó, dạ. Có nghĩa là 40 tuổi. Chứ niên kỷ là quá thạch. Dạ. Hoặc là chúng ta nói à, Khả Như đã sống được 4 thập kỷ. À, tức là 40 năm. Nghe nó rất là trải đời anh. Quá. Nếu như nói Khả Như đã ở không được 40 niên kỷ. Cái nhân vật này đã tồn tại trên thế gian được 4 thế kỷ. Ôi. Tức là 400 năm. Nghe lực lắm chị, nghe nó quyền lực lắm. Phải không? Vậy thì mình thấy đi từ thấp đến cao nè, niên kỷ nè. Niên kỷ. Thập kỷ nè. Thập kỷ. Thế kỷ nè. Thế kỷ. Rồi sau đó là mình phải tới thiên niên kỷ. Cuối cùng. Tri kỷ. Cho nên với chủ nghĩa thì thiên niên kỷ là 1000 năm. Rồi, sau khi nghe ý kiến về tư vấn, bạn quyết định giữ nguyên đáp án này hay mình sử dụng quyền trợ giúp? Thiên niên kỷ là khoảng thời gian 10.000 là sai. Là con chọn đáp án sai đúng không? Ừ. Thì giữ đi, nếu như con tin chú. Thực ra em thoải mái đi, bởi vì nếu mà em trả lời chẳng may trả lời sai câu hỏi này thì chúng ta chỉ bị mất một số không ở tiền thưởng phía trước thôi. Thì em vòng một em có 200.000 đúng không? Vòng này bị sai mất có số không còn 20.000. 20 ok quá trời. 20 ok quá trời. Vui vẻ gì nữa. Vui vẻ gì nữa. Nhưng mà được gì em chơi tiếp không anh? Không, về luôn em. Là chốt chưa? Đúng rồi. Về chốt ha. Dạ chốt. Không sử dụng quyền trợ giúp. Dạ. Chốt luôn. Và công bố đáp án. Đáp án bạn chọn. 1 Cái câu này mà không phân tích ra thì làm gì có rối được. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai của bậc 2. Câu hỏi như sau: các nhân vật trong phim hoạt hình Walt Disney thường có bàn tay 4 ngón, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. À, em nhớ là con chuột Mickey nó có 4 ngón. Ừ. Ở đây câu hỏi là các nhân vật chứ không phải chỉ là riêng nhân vật chuột Mickey. Nhưng mà trong Disney, trong những câu chuyện cổ tích thường người ta sẽ nhân hóa con vật lên thành một nhân vật trong phim. Do đó câu hỏi này nó trúc trắc ở chỗ đó là con vật cũng có thể là nhân vật. À, đây là cái kiến thức của anh biết. Thì các nhân vật hoạt hình của Disney họ chỉ có 4 ngón thôi. Ví dụ như là thần đèn đồ nè, chuột Mickey rồi Donald đồ đó là 4 ngón hết. Dễ vẽ. Tiết kiệm. Người ta đã vẽ được tới 4 ngón. Vẽ ngón tay. Thì bây giờ thêm lắm em. Ngón nữa có bao nhiêu giấy mực đâu mà em kêu là tiết kiệm. Đó là kiến thức. Vậy là con người mình có tính không ạ? Là tính luôn ấy. Tính luôn. Vậy là nó có 9 ngón. Ủa em, một bàn thôi, người ta tính một bàn thôi. Mà hai bàn mà 9 ngón, một bàn 4 ngón rưỡi. Vẽ sao 4 ngón rưỡi được? Sao kỳ vậy ta? Thôi bây giờ cái này là tùy con lựa chọn thôi. Có sử dụng quyền trợ giúp không ạ? À? Câu này câu hỏi cuối cùng của bậc 2. Nếu mà trả lời chính xác nó, bạn sẽ có ngay 1 triệu. 3, 2, 1 và yeah. Không đổi ạ. Không đổi. Tâm bất biến giữa dòng đời nhiều tư vấn viên. Đáp án bạn chọn là đáp án chính xác. Chính xác. Sao anh lâu? Thật ra là đại diện của Disney chia sẻ là thường là họ sẽ vẽ cái nhân vật của họ từ 5 ngón xuống 4 ngón vì lý do kinh tế. Chúc mừng bạn đã vượt qua được bậc 2 của chúng tôi. Bây giờ sẽ là bậc 3. Nhưng mà trước khi bắt đầu bậc 3, tôi vẫn sẽ có một câu hỏi quen thuộc. Chơi tiếp hay dừng lại? Chơi chứ dạ. Chơi tiếp bậc 3. Và đơn vị ngay bây giờ có vẻ rất là căng thẳng rồi. Chúng tôi sẽ dành cho người chơi ít phút để giải lao, để mà bước tiếp vào những câu hỏi khó khăn của chúng tôi. Xin mời.